Theo số liệu báo cáo tháng 9 của Hiệp hội các nhà sản xuất ô tô Việt Nam VAMA, thành công cho thấy phần lớn các mẫu xe trong phân khúc xe MPV đều có sự tăng trưởng về doanh số. Duy chỉ có Toyota Innova giảm nhẹ 9%. Đáng chú ý, nếu như tháng trước Hyundai Stargazer đứng cuối phân khúc thì sang tháng 9, doanh số mẫu xe này bật tăng mạnh, vượt lên trên đối thủ kia Carnival. 1. Mitsubishi Spander bán 1918 xe kết thúc tháng 9. Mitsubishi Spander bán ra thị trường 1918 xe, tăng 12% so với tháng trước bán được 1.701 xe, và giảm 20% so với cùng kỳ năm ngoái đạt 2.416 xe. Mức doanh số này, Spander là mẫu xe dẫn đầu phân khúc MVV, và tiếp tục đứng vị trí thứ hai trong top 10 xe bán chạy nhất thị trường tháng 9. Tính chung 9 tháng đầu năm, tổng doanh số của Mitsubishi Spander là 14.187 xe giảm 12% so với cùng kỳ năm ngoái đạt 16.113 xe. Mitsubishi Spander hiện được phân phối với 4 phiên bản. Giá bán từ 555 triệu riêng phiên bản Spander Cross mới ra mắt vào cuối tháng 2 vừa qua, có giá 698 triệu. 2. Honda BZV bán 793 xe. BZV có lẽ là cái tên gây bất ngờ nhất phân khúc MPV trong tháng 9 khi đạt doanh số 793 xe, tăng trưởng đến 213% so với tháng trước bán 253 xe. Kết quả này chẳng những giúp mẫu xe nhà Honda vươn lên vị trí thứ hai trong phân khúc, mà còn lọt top 10 ô tô bán chạy nhất toàn thị trường. Tính chung 9 tháng đầu năm, tổng doanh số 1.329 xe bán ra. Có vẻ như chương trình khuyến mại mà Honda áp dụng cho BZV trong tháng 9 đã phát huy tác dụng đáng kể. Ra mắt Việt Nam vào hồi đầu tháng 7, Honda BZV có giá không phải là rẻ, giao động từ 661 đến 705 triệu. Tuy nhiên, tân binh này vẫn đạt kết quả kinh doanh khá khả quan trong những tháng vừa qua. 3. Toyota Veloz Cross bán 604 xe Xếp thứ 3 phân khúc là Veloz Cross. Trong tháng 9, mẫu xe này chỉ bán được 604 xe, tăng 19% xe so với tháng 8 bán được 504 xe. Tổng doanh số 9 tháng đầu năm của Toyota Veloz Cross đạt 6.142 xe, giảm 36% so với cùng kỳ năm ngoái bán 9.659 xe. Veloz Cross đang được giới thiệu với hai phiên bản là CVT và top giá bán lần lượt là 658 và 698 triệu. Từ đầu năm 2023, Veloz Cross được Toyota lắp ráp trong nước thay vì nhập khẩu từ Indonesia. 4. Hyundai Stargazer bán 400 xe. Stargazer lần đầu tiên xếp thứ 3 phân khúc MPV, đánh bại đối thủ kỳ cựu kia Carnival. Cụ thể, tháng qua, mẫu xe này đạt doanh số chỉ 400 xe tăng mạnh 330% so với tháng trước bán được 93 xe. Tổng doanh số 9 tháng đầu năm của mẫu xe này là 2.600 xe. Hyundai Stargazer được phân phối với 4 phiên bản, tại Việt Nam với giá giao động từ 575 đến 685 triệu. 5. Kia Carens bán 393 xe. Tương tự người anh em Hyundai Stargazer, Kia Carens cũng tăng trưởng trong tháng 9, và đạt doanh số 393 xe so với tháng 8 bán 300 xe tổng doanh số 9 tháng đầu năm. Của mẫu xe này là 2.592 xe. Ngoài ra, mẫu MPV cỡ nhỏ này còn bán chạy hơn Kia Carnival và đứng ở vị trí thứ 5 trong phân khúc. Từ ngày 11 tháng 9, giá bán của Kia Carens đã được điều chỉnh chỉ còn từ 589 đến 859 triệu. 6. Kia Carnival bán 391 xe. Doanh số tháng 9 của Kia Carnival đạt 391 xe, tăng nhẹ 13 xe so với tháng trước bán 378 xe và giảm sâu 14% so với cùng kỳ năm ngoái bán 457 xe. Lũy kế 9 tháng đầu năm của Carnival là 3.755 xe, giảm đến 51% so với cùng kỳ năm ngoái bán được 7.810 xe. Sự tăng trưởng mạnh mẽ của đối thủ Hyundai Stargazer đã khiến Kia Carnival phải ngậm ngùi lui xuống đứng vị trí thứ 3 trong bảng xếp hạng phân khúc. Kia Carnival hiện có 5 phiên bản với giá niêm yết dao động từ 1 tỷ 199 triệu đến 1 tỷ 839 triệu. 7. Toyota Avanza Premier, 292 xe. Avanza Premier là mẫu xe hiếm hoi giảm doanh số trong phân khúc MPV tại Việt Nam. Trong tháng 9, mẫu xe này chỉ bán ra 292 xe, giảm 1% so, với tháng 8 bán 296 xe tổng doanh số 9 tháng đầu năm, của mẫu xe này là 2 2384 xe. Là phiên bản giá rẻ hơn của Veloz Cross, nên Toyota Avanza Premier cũng có thiết kế và trang bị kém ấn tượng hơn. Tuy nhiên, Avanza Premier lại là một trong những mẫu xe MPV rẻ nhất tại Việt Nam, với giá bán chỉ dao động từ 558 đến 598 triệu. 8. Suzuki XL7 bán 165 xe. Toyota Avanza Premier không phải là mẫu xe duy nhất giảm doanh số trong phân khúc MPV. Bên cạnh đó còn có XL7. Doanh số của mẫu xe nhà Suzuki trong tháng 9 vừa qua chỉ đạt 165 xe, giảm 3% so với tháng 8 bán 171 xe. Tổng doanh số 9 tháng đầu năm của mẫu xe này là 2036 xe. Trong tháng 9, mẫu xe này đã được hãng ưu đãi 50% lệ phí trước bạ nhưng vẫn chưa đủ sức hút với người dùng viện. So với các đối thủ cùng phân khúc, Suzuki XL7 khá lép vế cả về thiết kế lẫn trang bị tiện nghi và an toàn. Giá bán của Suzuki XL7 hiện dao động từ 599 đến 639,9. Suzuki Ertiga bán 153 xe tháng 9. Suzuki Ertiga tiếp tục vượt lên trên Toyota Innova và giữ vị trí thứ 4 phân khúc. Tháng 9, có 153 xe được giao đến tay khách hàng, tăng 18% so với tháng trước đạt 129 xe. Con số này tăng 264 so với cùng kỳ năm ngoái bán 42 xe. Tổng doanh số từ đầu năm đến nay của mẫu xe này là 581 xe, giảm 44% so với cùng kỳ năm ngoái đạt 1041 xe. Suzuki Ertiga hiện có 3 phiên bản giá từ 539 đến 678 triệu. 10. Toyota Innova bán 112 xe. Innova là mẫu xe duy nhất giảm sút doanh số so với các đối thủ trong cùng phân khúc. Tháng qua, mẫu xe này chỉ đạt 112 xe bán ra, giảm 9% so với tháng trước bán 121 xe, và giảm 67% so với cùng kỳ năm ngoái bán 347 xe. Doanh số cộng dồn 9 tháng đầu năm của Innova đạt 1.485 xe giảm 30% so với 9 tháng đầu năm ngoái bán 2.139 xe. Trên thực tế, kết quả này cũng không quá bất ngờ vì tháng 9 là thời điểm trước khi Toyota Innova Cross ra mắt Việt Nam khiến nhiều khách hàng có tâm lý chờ đợi xe mới. Vào ngày 12 tháng 10 vừa qua, Toyota Innova Cross đã chính thức trình làng tại Việt Nam với hai phiên bản và giá bán từ 810 triệu và 990 triệu tăng đáng kể so với bản cũ giá 755 đến 995 triệu. Đắt sắt ra miếng, Toyota Innova Cross đã lột xác về mặt thiết kế, trang bị tiện nghi và an toàn. Ngoài ra, mẫu MPV này còn có thêm phiên bản hybrid với động cơ tiết kiệm xăng hơn.